Hello bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi đem xe mình đi full service nha. Thì xe mình vừa ngày mai cần service, cần xe của Ngọc á, để làm oil change rồi check mấy cái phút mấy cái nước á. Thì tiện đây mình sẽ quay phim cho bạn xem cái đưa là đẹp như thế nào nha. Mình muốn quay cho một hai lần rồi, nhưng mà mình sẽ quay kỹ hơn về cái service, cái chỗ service đẹp lắm. Ok, let's go nha, tiện đi xem xe luôn nha, let's go. Lúc tiện thấy nhất thì quay bạn xem xe luôn nè, đẹp không? Lúc tiện thấy nhất quay bạn xem xe nè, ES300. Cái này là wheel 19 inch, còn low wheel nha bạn, 5 spoke nha, 5 spoke. Nó gọi là 5 slip spoke. Ồ, đây giá nè. Giá của nó là 52.815 đồng giá nó nè. 2.5 liter nha bạn, 4 cylinder. Nói lại cái hybrid system nữa thì tổng cộng 215 horsepower. Rất đẹp, đèn led rất đẹp luôn. Nhìn cũng giống như là ES350. Cái reel đẹp quá. Việt Nam gọi là hình con suốt. Mà thật sự cái hình con suốt là con gì? Đây nó có cái badge là export nha bạn, rất đẹp luôn, spoiler rất xinh luôn. Anh coi chồng nữa kìa, nó gửi chồng qua thử. Đây là 12.3 màn hình trung tâm, có thêm cái đồng hồ analog ở đây nữa. Ghế da rất sang trọng nha bạn, da đẹp lắm. Mình nghĩ cái xe này là full option luôn, nó có cái gì là sunroof luôn nè. Xe này full option luôn rồi, tại 50 mấy ngàn lận, 50 mấy ngàn mà sedan 4 máy hybrid như là xe này full option rồi. Rất sang luôn, đằng sau rộng luôn. Material rất sang nha bạn, soft touch nha, sờ cho nó mềm nha bạn, rất được. Đằng sau cũng rộng, có cái AC vent đằng sau nữa nè, rộng rãi. USB 12V đằng sau cũng có nè. 9 có hybrid bạn, đây hybrid. Wow, 52.853.000 53.000 thấy không rẻ nổi gì rồi. Rồi chiếc khác nữa kìa, ES350. Chiếc xe này giống xe của Ngọc nè. Hôm nay không có diễn viên Ngọc, có điện mình. Đây cũng đẹp. Cái da này không sang bằng chiếc da nãy hay ta, da nó nhìn sang hơn hả? Con xe này nhiêu đây, 49.000, đúng rồi, không sang mà xe này 49.305 liter V6, 302 horsepower nha bạn, hộp số 8 cấp, cái wheel là 18 inch alloy wheel, 18 inch moist ten spot nha. Màn hình trung tâm cũng 12.3. Tổng thể thì trang sẽ vợ mình, trang xe của Ngọc có option mắc hơn chút xíu, nó có navigation á, mà xe Ngọc thì không có. Nhìn cái wheel đẹp hơn, đẹp. Rồi đi qua chiếc xe này, S350 nè. Chiếc này cũng F-Sport luôn nè. F-Sport của Lexus, phiên bản thể thao á. Còn giá bao nhiêu nhỉ? Chiếc xe này xưa Ngọc thích lắm, bây giờ Ngọc không thích nữa. Wow, 60.000, 60.235 đồng bạn. 3.5, 295 horsepower V6, hộp số 8 cấp. Hộp số 8 cấp, wow, cũng nhiều ha, 20 inch wheel,
Đây Wheel 20 inch. Kiến gặp luôn nè. Coi inside coi. Da da cũng đẹp. Nhưng mà ở đây sao toàn nó để màu đen không vậy ta? Đây có hộp analog ở giữa nè. 12.3 inch cái display, cái main display nè. Ở trên tay lái có cái badge là F-Sport phiên bản thể thao. Đây, đây là máy lạnh. Đây có cái trackpad. Đây có cái system là Mark Levinson nè bạn. Audio sang nè. Mình xe này mình thích nhất là cái gì? Là cái moonroof nè. Rất bự luôn. Đã chưa? Đằng sau rộng rãi. Đẹp, nhưng mà mình thích màu, có màu hơn màu đen mình không thích lắm. Không hợp màu đen lắm, có màu nhìn nó sang trọng hơn. Coi đằng sau thấy nó rộng hơn. Xe này thì 5 chỗ ngồi, có 5 chỗ thôi, có nhiều chiếc nó có model L thì nó rộng hơn 7 chỗ mà xe 5 chỗ thôi. Đằng sau có AC van nè. Rộng rãi, cũng đẹp. 60.000 đáng không bạn? Xăng nè, có xăng của nó coi. Xăng có là 20-27, 20 CD, 27-20 quay nha bạn. Nó combine là 23. Được, not bad. Xe phôi chạy chưa giờ được 23 mau hết. Tổng mười mấy không nè. Cái này nó có cái roof rail bằng aluminium nè. Cũng đẹp. Wow, nó có cái short tail nữa kìa. Đuôi cá mập. Đây một short tail đuôi cá mập đẹp. Wow, cái đuôi cũng đẹp á. Hai cái bô này mình không thích lắm nè. Bây giờ phải đi trở lại cái phòng đi cho lại chỗ cái chỗ chờ đợi của service. Chờ tiếng máy rồi các bạn ơi. Bây giờ có dịp có quay cho bạn xem về cái xe chơi. Chủ yếu quay cho bạn coi cái service, cái phòng xe nó rộng dễ sợ luôn. Rộng thênh thang luôn. Mình đã lắm. Cái điều là rất rộng luôn. Này rộng kinh khủng luôn. Ngồi chờ không đi ra ngoài thử nè, đi ra ngoài cho bạn coi cái server ở ngoài nha, chỗ server đó nè. Đây là văn phòng đó làm, đây ở ngoài server đúng rồi, chỗ này chỗ server xe nữa nè. Nhóm xe mình nha, ở ngoài xe người ta. Để xe mình xong rồi chứ nó kêu chờ 1 tiếng rưỡi luôn. Đây là bỏ xe ở đây, thay nhớt xe, sửa xe. Lexus không? Cái này rộng hả bạn? Rộng kinh khủng không? Wow. Kêu lơ này là lớn nhất nước Mỹ bạn. Mình thích đi đeo lơ này, tại nó rộng rãi á. Tôi cũng nhọc đi đeo lơ này không à. Nhìn rộng đã không? Quá đã luôn. Wow, xe mình chắc chưa xong. Rộng với xe bạn thấy không? Thênh thang luôn. Rồi, đi vô chờ tiếp. Đi ra quay các bạn xem cái chỗ xe bịch của nó. Trong đây là chỗ làm xe nè, sửa xe trong đây nè. Đó, đang sửa xe đó. Cái sạch cũng bám mấy cái wheel rất đẹp nè, sang quá ha. Mỗi dùng đủ kiến nè. Các bạn nhiều bạn Việt Nam nói là xe Lexus Toyota thần thánh chê bai, mình không biết, nhưng mà nhìn qua cho bạn coi khách hàng của Lexus nha. Các bạn có khách hàng nhìn trắng nó khoái xe nó sạch. Xe
xe nó sạch, nó trắng chạy rất là nhiều. Đây, nó trắng không? Đó, trắng không thấy không? Cái đường họ quay rất đẹp luôn, là bằng gạch sang không? Đẹp luôn, bóng lưỡng luôn. Rồi bây giờ mình làm xong rồi, hẹn gặp clip sau nha. Thank you các bạn đã coi clip này nha. Bye bye các bạn.